Đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang trong không khí nô nức hướng về Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Sự kiện chính trị quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tỉnh nhà với những niềm tin kỳ vọng gửi gắm đến đại hội, mong muốn hệ thống mặt trận tỉnh ngày càng được củng cố và phát huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mong muốn rằng trong thời gian tới là Ủy ban Mặt trận tỉnh và Ban Thường trực của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy được cái vai trò nòng cốt trong việc tập hợp cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hướng về cấp cơ sở để thực hiện tốt các cái phong trào, các cái cuộc vận động mà theo cái nghị quyết đại hội của tỉnh đề ra, nhằm cái mục đích cuối cùng là chúng ta được chăm lo và bảo vệ được cái quyền lợi chính đáng cho người dân. Mặt trận tỉnh sẽ đi sâu hơn, thực tế hơn, như là hỗ trợ nhiều về cái cơ sở vật chất cũng như là công tác vận động, là làm cho các cái hệ thống mặt trận cũng như là xã phường thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt cái chức trách nhiệm vụ của mặt trận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ làm công tác mặt trận thì cũng mong muốn là có những cái lớp đào tạo, có những cái lớp bồi dưỡng để nâng cao cái chất lượng cho cái đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. Cũng mong muốn có được thêm những cái kinh phí để giúp cho hoạt động ở cơ sở được hoạt động thuận lợi hơn. Trong thời gian qua, công tác giám sát của mặt trận nó còn một số cái hạn chế, cho nên là cái công tác giám sát nó chưa thực sự là thể hiện rõ nét cái vai trò của mặt trận là đóng góp và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cũng như là bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Thì cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2024-2029, mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ quan tâm tập huấn sâu hơn cái công tác giám sát của mặt trận Tổ quốc cũng như là giám sát người đứng đầu để mặt trận thể hiện rõ cái vai trò của mình. Phải tăng cường cái công tác tập huấn để nâng cao cái trình độ công tác dân vận cho các thành viên. Đấy, cái này thì hiện nay chúng ta cũng còn hạn chế. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải suy nghĩ thế nào để mà làm cho để có cái bảo đảm cho cái hoạt động của mặt trận tốt hơn.